Tôi không phải là thân thể này, tôi không phải là tâm trí này. Vậy thì tôi là gì? Trong đời sống hàng ngày, ta thường nói đây là thân thể của tôi, đây là tâm trí của tôi, đây là chiếc xe của tôi, đây là ngôi nhà của tôi. Khi chúng ta nói như vậy, ta vô tình tiết lộ một bí mật mà khi nhận ra được bí mật này, ta sẽ giác ngộ được bản chất chân thật, siêu việt của mỗi chúng ta. Bí mật đằng sau cách nói này là gì? Khi ta nói đây là chiếc xe của tôi, điều đó có nghĩa là tôi không phải là chiếc xe máy này. Khi ta nói đây là nhà của tôi, điều đó có nghĩa là tôi không phải là cái nhà này. Khi chúng ta nói đây là thân thể của tôi, đây là tâm trí của tôi, điều này cũng có nghĩa là tôi không phải là thân thể này, tôi không phải là tâm trí này. Vậy thì tôi là gì? Nhìn sâu vào câu hỏi này, con người chân thật của mỗi chúng ta sẽ bắt đầu hiển lộ. Tôi không phải là tâm trí này, thì bất cứ điều gì đang diễn ra trong tâm trí cũng không phải là tôi. Vì những điều đang diễn ra trong tâm trí không phải là tôi, do đó tôi không bị những điều ấy cuốn đi. Vì không bị những điều ấy cuốn đi nên tôi bình an, tĩnh lặng, trạm nhiên và bất động. Khi một nỗi buồn hay một cơn giận xuất hiện trong tâm trí, thay vì nói rằng tôi buồn, tôi giận, thì dưới ánh sáng trí tuệ này, ta nói rằng tôi là người thấy một nỗi buồn đang đến, một cơn giận đang đến. Tôi là người thấy một nỗi buồn đang đi, cơn giận đang đi. Khi thấy ra điều này, lập tức ta và những cảm xúc buồn vui, giận hờn đó được tách ra, có khoảng cách. Vì có khoảng cách nên ta chủ động làm chủ được cảm xúc của chính mình mà không bị những cảm xúc của buồn vui kéo đi. Khi thân thể ta có đau nhức cũng vậy. Ta không phải là cái đau nhức nơi thân thể này, mà ta chính là năng lượng nhận biết, đang thấy sự đau nhức đang diễn ra nơi thân thể. Và như thế, ta không bị cái đau nơi thân thể này cuốn đi. Vì không bị cuốn đi nên ta được tự tại với thân thể. Và chúng ta có thể áp dụng điều này ngay cả khi ta ở giây phút cuối của cuộc đời. Thân thể sẽ chết, sẽ dừng mọi hoạt động vào thời điểm cuối cùng, kết thúc của nó. Vì thân thể có sinh tức có bắt đầu, nên có tử tức có kết thúc. Còn năng lượng nhận biết đang nhận biết thân thể thì vô thủy, vô chung, nghĩa là không bắt đầu, không kết thúc. Năng lượng nhận biết này cũng vô sinh, bất diệt. Như vậy thì ta là ai? Ta chính là trạng thái nhận biết luôn hiện hữu trùm khắp trong giây phút đang là. Đang nhận biết tất cả những gì đang xảy ra, nơi thân, tâm, cảnh. Bản chất chân thật của mỗi chúng ta chính là vô sinh bất diệt, sáng ngời đầy tính nhận biết, trùm khắp vũ trụ bao la không bến bờ, vượt lên trên tất cả mọi khái niệm như họ tên, danh tính, tiểu sử, quê quán, chủng tộc.